Vâng, anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, lại tiếp tục lên đường mục combo sản phẩm cho anh trai đến từ Thái Bình. Và chắc hẳn là ngày hôm nay thì sẽ có một chương trình đặc biệt hơn rồi, bởi vì hôm nay bên em sẽ không đẩy sử dụng đẩy hai kênh gia đình cho anh trai nữa, bởi vì nhà anh trai đang sử dụng đó là bốn quả loa bát 40. Và với cái nhu cầu như vậy thì việc chúng ta sử dụng bốn quả loa thì ít nhất chúng ta phải chơi những cái dòng đẩy 4 kênh, hoặc là cũng phải có ít nhất là 1000W công suất để chúng ta có thể đánh được với những quả loa bát 40 trở lên rồi. Và xin được gửi tới cho anh Đức Dân đến từ Thái Bình với bộ sản phẩm mà anh đã lựa chọn tại cửa hàng Tùng Audio. Hiện tại thì anh đang lựa chọn bộ combo sản phẩm như sau, và em cùng các bạn anh em sẽ trải nghiệm bộ combo của anh khách đến từ Thái Bình. Và tổng bộ combo, một bộ combo chọn bộ bao gồm đẩy vang mic với trị giá 9 triệu đồng các bạn, rất là rẻ đúng không ạ? Và để xem là tiếng chất lượng âm thanh đem lại cho phòng hát gia đình anh Dân cũng như anh em khách hàng với bộ combo như thế này, xem có đảm bảo cho bác anh em chơi lâu dài bền bỉ hay không nhá. Đầu tiên thì mẫu sản phẩm đẩy mà anh đã lựa chọn bên cửa hàng Tùng Audio đó chính xác là em ETC DK1200. Và dòng đẩy này thì cũng rất là quen thuộc ở trong khoảng thời gian vừa qua đúng không ạ? Bên em Tùng về được lô hàng với đẩy ETC DK1200. Đây cũng là một cái món quà trong tháng 7, tháng 8 bên em Tùng dành tặng cho anh em khách hàng. Bởi vì sao ạ? Dòng đẩy 4 kênh ít khi nào có mức giá thành dưới 7 triệu đồng lắm. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì các bác mua hàng trong khoảng độ tháng 7, tháng 8 như thế này ấy, giá thành của những trang thiết bị âm thanh dường như đã được hạ nhiệt, và bên em Tùng cũng vậy, hạ hẳn xuống cho anh em với mức giá của ETC DK1200 chưa đến 6 triệu đồng, mà lại là dòng hãng nữa, với việc sử dụng là 4 kênh, mỗi kênh 1000W công suất, đánh được với những cặp loa từ bát 20 đến bát 30, 40 gia đình đều rất là thoải mái. Có thể các bác có thể thêm cho em một đôi bát 40, một đôi bát 30 vào đánh một kênh cũng rất là hợp lý, bởi vì một kênh của nó đạt được là 1000W, nên là việc chúng ta chơi bát 40 hay 30 không quan trọng với phòng hoa dình, miễn sao là tiếng chất lượng âm thanh đẩy của này ra sáng sạch và khỏe cho các bác. Ok, về hình thức của mẫu đẩy ETC DK1200 thì quá đẹp mắt rồi. Và tiếp theo đó là anh đã chọn lựa ngay hai bộ sản phẩm, đó chính là vang mic đến từ nhà phân phối Etronic. Và dòng combo này thì chắc chắn là anh em đã biết là ở trên thị trường cũng như là tại cửa hàng Tùng Audio đã giới thiệu cho anh em cách đây cũng khoảng 1 tháng trở lại đây. Dòng Etronic X9 Pro vang cơ đai số cao cấp cho anh em hát gia đình, làm sự kiện, làm phòng trà đều tuyệt vời các bác nhé. Và dòng này thì có chức năng chống hú tự động khá tốt, và cộng với đó là vô vàn các tính năng để anh em có thể trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp hơn, bao gồm echo, reverb, effect, EQ, các giải bass mic, chép mic, nhạc, và có thêm chế độ cắt súp nữa. Nếu như anh em sử dụng súp, chúng ta cũng có thể ghép đối trực tiếp súp ở trên vang để chúng ta sử dụng cái chế độ cắt súp cũng như là âm tổng mặt trước này, đơn giản dễ dàng sử dụng. Ba phím volume giống như việc các bác và em căn chỉnh ở âm ni vậy, có phím volume âm lượng tổng mic, âm lượng tổng echo vang nhạc, âm lượng tổng nhạc đấy. Và toàn bộ các cái ký hiệu thì nó đã ghi rõ nét ở trên này rồi, các bác chỉ cần nhìn theo ký hiệu và chúng ta căn chỉnh rất là dễ dàng. Và anh cũng đã sở hữu và sử dụng ngay cho mình một con Etronic mới X690 đồng bộ với bộ vang của nhà phân phối Etronic. Nếu như bộ combo này anh ghép vào phòng hát gia đình thì quá ngọt ngào luôn, tiếng của em mic Etronic tiếng thanh dễ hát và khỏe. Và hơn nữa để kết hợp với dòng echo vang nhại mượt mà và ngọt ngào như Etronic X9 Pro, đây chắc chắn sẽ một bộ combo gia đình cực kỳ hoàn hảo cho anh em, với giá thành chắc hẳn là nhiều người mong ước đúng không ạ? 9 triệu đồng bộ combo sản phẩm bao gồm mic Etronic mới 690, hai dâu anten bắt sóng xa gần ổn định phòng hát gia đình, và với vang cơ đai số cao cấp Etronic X9 Pro mang đến cho anh em trải nghiệm âm thanh echo vang nhại mượt mà hơn, và dòng đẩy 4 kênh cho anh em đánh được tất cả những loa phòng hát gia đình. Ok ạ. Ngay bây giờ em sẽ cùng các bác anh em trải nghiệm tiếng chất âm thanh của dòng bộ combo sản phẩm đến từ cửa hàng nhà anh Tùng cho anh Đức Dân đến từ Thái Bình nhé. Và các bác anh em lưu ý, các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất của bộ combo sản phẩm này. Anh em, chúng ta được trải nghiệm bộ combo sản phẩm của bên em Tùng với anh khách hàng đến từ Thái Bình.
Và bộ combo này khi chúng ta sử dụng để nghe nhạc phòng hát gia đình, anh em đánh giá sao ạ? Tiếng nhạc ra tốt hay không? Sáng, sạch, tiếng ra khỏe, đánh toát ra những loa bass 30 thôi, các bạn nghe đã rất là khoan khoái rồi. Còn khi nếu như các bác em sử dụng những cặp loa to hơn nữa thì rồi em xin phép các bác anh em đợi anh em trải nghiệm xong các bác cùng bình luận phía dưới video giúp em. Còn khi chúng ta sử dụng bộ combo như này thì chắc hẳn là anh em cũng sẽ nghĩ ngay việc là hát cao kỳ gia đình như thế nào. Ngay bây giờ em sẽ cùng các bác với em trải nghiệm từ chất lượng âm thanh của bộ combo sản phẩm rất là chất lượng. Và em sẽ sử dụng luôn tay mic của Atrix 1690 này, kết hợp với dòng vang cơ lai số X9 Pro cho anh em nghe tính chất âm nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, các bác đánh giá sao với bộ combo sản phẩm và tiếng chất lượng của mic cũng như là vang cơ lai số Atrix X9 Pro? Em thấy là tiếng echo cũng như là tiếng giọng của mic Atrix 1690 khi kết hợp với nhau quá hoàn hảo rồi, cho ra tiếng chất lượng âm thanh sắc nét, không có hiện tượng vỡ tiếng, không có hiện tượng rú rít xảy ra, echo mềm mượt ngọt ngào cho anh em lên tông giọng ổn định. Và sử dụng bộ combo này vào phòng hát gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Nếu như các bác nào đang có nhu cầu với bộ combo sản phẩm bên cửa hàng Tùng Audio, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em 0979629336 để nhận ngay tư vấn này, nhận được mức giá tốt nhất của bộ combo sản phẩm. Và hy vọng là anh Dân nhận được bộ combo này sẽ cảm thấy ưng ý và hãy để lại cho em một nút đăng ký kênh và một nút like khi anh xem được video này nhé. Xin chào các bác anh em.